Đối mặt với mức độ ô nhiễm trầm trọng nhất trong một thập kỷ qua, chính quyền Paris đã quyết định mở rộng hạn chế việc lưu thông phương tiện giao thông cá nhân. Vào ngày hôm qua, tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp đã bị bao phủ bởi một làn khói mù xám xịt khi thủ đô nước này đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm tồi tệ nhất trong suốt một thập kỷ qua. Theo đó, chính quyền Paris ngày hôm qua đã bắt đầu thực thi lệnh cấm các xe ô tô dựa theo biển số xe chẵn lẻ, đồng thời bố trí nhiều cảnh sát dọc các tuyến giao thông ở thủ đô nhằm chặn xe và xử phạt các tài xế lái xe với những biển số xe bị cấm. Biện pháp hàng đầu của thành phố là để chống lại mức độ ô nhiễm như hiện nay chính là giảm các loại phương tiện giao thông cũ và ô nhiễm nhất từ trung tâm thành phố. Theo các nghiên cứu của Mỹ, các hạt ô nhiễm siêu nhỏ do khói động cơ và công nghiệp thải ra sẽ khiến bệnh tim trở nên nghiêm trọng hơn và tăng nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, các nghiên cứu này cũng cho rằng đây có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch trong giai đoạn đầu. Tôi chưa từng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhiều như bây giờ. Khi mọi người cảm thấy nó, tôi thì không. Nhưng vài ngày qua, tôi thường ho khan nhiều mà tôi không hiểu tại sao cổ họng rất đau rát. Thêm vào đó, chính quyền Paris cũng khuyến cáo người dân những biện pháp nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí như đối với người già và trẻ nhỏ, tránh ra ngoài vào đầu ngày và giờ tan tầm trong ngày. Tôi cố gắng không ra ngoài đường và đi bộ quá nhiều. Bình thường tôi đi bộ rất nhiều, nhưng tôi mới quyết định chuyển sang đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt chẳng hạn. Trước đó, chính quyền Paris cũng đã ra quyết định miễn phí cho toàn bộ phương tiện giao thông công cộng, chỗ để xe và sử dụng xe đạp Philippe và xe ô tô điện Autolib, nhằm thu hút những người sử dụng ô tô tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tôi không biết liệu đây có phải là đặc trưng của người dân Paris hay không, hay là của toàn người Pháp, nhưng mọi người rất ích kỷ. Họ thích sử dụng xe ô tô riêng khi mà bạn chỉ cần bắt vài chuyến xe buýt ngắn là bạn sẽ ở thủ đô một quốc gia khác ở châu Âu. Việc giảm mức độ ô nhiễm không khí như hiện nay sẽ là một thách thức lớn đối với Paris trong thời gian tới.